với số đông những người mê game là một cái tên không mấy lạ lẫm. Là một team chơi game liên minh huyền thoại do Phan Tấn Trung, một người chơi nhiều người biết đến, chuyển hướng làm streamer xây dựng ra. Tấn Trung có nickname là thầy giáo ba gì tầm, thường xuyên chỉ huy mọi người chơi game. Anh cũng tự nhận các fan của mình là học trò. Cách đây không lâu, fan của được fan xôn xao khi lớp học thầy giáo ba hiện ra một cô giáo mới được giới thiệu là cô Mi. Chưa bàn đến trình độ đứng lớp thì xét về khoảng nhan sắc, cô giáo mới này đã khiến các fan chết giả ngây bởi vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương đậm chất Hàn Quốc. Cô giáo dễ thương khiến số đông người mến mộ game xôn xao. Cô giáo Mimi Nayao, hóa ra không phải một khuôn mặt lạ lẫm mà đã từng gây bão với nickname Quá Dĩ Quân Nhân. Hình ảnh cô nàng trong bộ quân phục khi biểu diễn tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội từng khiến dân mạng xôn xao truy lùng info cho bằng được. Cô giáo dễ thương khiến số đông người mến mộ game xôn xao. Mina từng nhiều người biết đến với hình ảnh Quá Dĩ Quân Nhân. Sự chuyển hướng bất thần thanh lịch làm streamer của Mina Xiao khiến nhiều người không khỏi tò mò và hoài nghi. Nhiều người cho rằng cô nàng chỉ đang đua đòi và đua pha me từ team của thầy giáo ba mà thôi. Cùng trò chuyện thêm với Mina Xiao. Mina Xiao sinh năm 1998. Tên thật Nguyễn Nga. Nickname, cô giáo Mi không phải Mi. Sinh viên trường văn hóa nghệ thuật quân đội. Streamer của team. Cục cưng của cả team, trừ thầy giáo ba. Ba từ đúng nhất để mô tả về Mina là nhí nhảnh, mê game và hơi khùng. Khùng sẽ tùy mức độ khi ở các môi trường khác nhau. Cười. Trên mạng, người ta gọi bạn với nickname cô giáo Mi. Tên gọi này có ý nghĩa gì nhỉ? Mình gia nhập team lớp học quốc dân của game nên được gọi là cô Mi. Tên Mi không phải Mi, cũng là tên viết tắt của Mina Yao. Bạn bắt đầu quen biết và thân thiện với các chàng trai trông như thế nào? Trước khi vào team thì mình có chơi game ở một cyber và vô tình bắt gặp quản lý của nhóm. Sau đó mình được biết team đang tuyển một thành viên nữ nên mình đã nộp đơn xin vào và may mắn được chọn. Là cô gái duy nhất, lại còn dễ thương nữa trong một nhóm bạn toàn đại trượng phu thì có gì lợi thế. Mình luôn được các thành viên trong team cưng chiều và các bạn học sinh yêu quý. Mặc dù chơi game chưa giỏi nhưng không bị các bạn mắng, trừ thầy ba. Có lẽ thầy ba đã trọn vẹn dành tình cảm cho chị Banda nên bắt gặp ai thầy cũng không ưng. Cơ duyên nào đưa một cô gái vốn học về âm nhạc lại quyết định trở thành streamer? Âm nhạc và game đều là đam mê của mình. Hiện tại mình vẫn còn đang kế tiếp học để tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Mình chọn trở thành streamer game vì công việc này sẽ là bước đệm rất tốt để mình học hỏi các tài năng rồi sau này chuyển hướng thanh lịch làm ca sĩ. Có ý kiến cho rằng bạn nổi lên là nhờ dopamine của thầy giáo ba cũng như các thành viên khác trong team, Mina có buồn khi nghe những lời như vậy không? Các thành viên mới gia nhập dĩ nhiên sẽ có dopamine từ team. Tuy nhiên để duy trì và có được sự đón nhận của các bạn học sinh thì phải bằng chính sự nỗ lực phát hành bạn dạng thân thông qua việc trao dồi kiến thức hàng ngày và các hoạt động sinh hoạt tầm thường với team. Cho nên nếu bị nói vậy thì mình cũng không buồn lắm đâu vì mình vẫn đang nỗ lực để được đón nhận mà. Một mình vào Nam lập nghiệp, không yêu quý chỉ tập trung cho công việc. Nhan sắc là một lợi thế rất lớn của các streamer nữ, Mina có thấy vậy không? Trong bất kỳ lĩnh vực nào thì việc có nhan sắc một chút cũng sẽ tiện lợi lôi cuốn sự xem xét hơn. Nhưng cần thiết nhất vẫn là trình độ bên trong. Mình cũng đang nỗ lực bù đắp mỗi ngày để nâng cao kiến thức, tài năng stream và chơi game của mình. Bạn nghĩ bạn có điều gì khác lạ khiến người ta phải xem mình stream? Mình là một streamer còn mới trên nên chắc chắn cũng chưa có nhiều dấu ấn hay khác lạ so với những bạn khác. Nhưng mà, mình có thể chơi khá nhiều game và còn biết hát, biết nhảy nữa nên mọi người hãy cho Mina thời gian để chứng tỏ nhé.
với đối tượng người theo dõi nhiều phần là nam, đã bao giờ Mena bắt gặp phải những tình huống khó xử như những lời tỏ tình, công kích hay thẳng thắn hơn là những lời gạ tình? Mình cũng bắt gặp một vài tình huống khó xử nhưng không đáng kể. Fan của mình đều là các bạn dễ thương và nếu mình có lũng giáo án thì các bạn còn chỉ ngược lại cho mình chơi game nữa cơ. Mena có bạn trai chưa? Dù mọi người đồn đoán khá nhiều nhưng Mena khẳng định mình không yêu quý hay hẹn hò với cả. Hiện tại mình chỉ muốn tập trung 100% cho công việc. Nhiều ý kiến cho rằng Mena xinh nhưng nhạt. Bị nói vậy thì Mena sẽ phản bác lại như thế nào? Mình không phản bác gì cả đâu. Cứ để mọi người dần dần cảm nhận sự nỗ lực hoàn thiện bản dạng thân của mình vậy. Nếu có ai đó bảo Mena ngoài đời không xinh như trong ảnh thì điều này bình tầm thường mà. Ai lên hắn cũng muốn mình hoàn hảo, nhất là con gái. Công việc streamer yêu cầu mình phải liên dắt stream mỗi ngày nên thực ra mọi người cũng biết khuôn mặt thật của mình mà. Hơn nữa, mình lại ở trong một số đông toàn những người vui vẻ, hài hước và sẵn sàng đăng ảnh dìm hàng đồng nghiệp mọi lúc mọi nơi. Mặt xấu của Mena thì mọi người cũng thấy hết rồi nên không cần lo về mặt không xinh như trong ảnh. Điều điên rồ nhất Mena từng làm là gì? Một mình vào Nam lập nghiệp mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào. Nếu có thật nhiều tiền, điều trước tiên bạn muốn làm là mình muốn nhà để đón mẹ vào ở cùng. Mình sống rất đơn giản và cũng không có nhu cầu sắm sửa gì nhiều. Mình chỉ muốn được ở gần mẹ thôi. Nếu được có một siêu trình độ, Mena muốn mình có thể làm gì? Ăn thật nhiều mà không béo. Những định hướng cho tương lai của bạn là gì? Trở thành ca sĩ, thành người có sức ảnh hưởng tới giới trẻ.